Good morning, happy Thanksgiving. Yeah. Ngày mai mới là Thanksgiving. Hôm qua định đi Costco mà lười biếng rồi không có đi. Hay bữa nay bắt buộc phải đi đổ xăng mua đồ. Rồi có đi đâu thì đi, còn không đi thì ở nhà có đồ ăn. Tình hình là mưa, mưa vẫn mưa bay. Mình tưởng là hai bà chị bà đi chơi qua khỏi tơ lễ này chứ ai ngờ mấy người đi về rồi. Coi như ngày mai sẽ ăn gà ở nhà bà chị, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó nấu nướng chứ không phải mấy người lớn làm. Người lớn chắc đi mua một vài món gì đó rồi hùng vô ăn với tụi nó. Vậy là vui rồi. Thứ sáu mình sẽ quyết định có đi lên thăm con gái không. Để mình dò hỏi nó coi nó có bận lắm không. Bận quá thì chắc mình để nó yên để nó học bài. Giờ này mà lái xe lên trên Tahoe là kẹt xe rồi. Hôm qua nghe tin tức nói bị chặn luôn, cái lúc mà nó đang tuyết xuống chặn lại không cho đi qua trên cái đỉnh đỉnh núi đó. Hôm nay đi Costco mình nghĩ chắc đông người ta đi lắm á ta. Mình đi lúc nó mới mở cửa chắc không sao. Đổ xăng trước cái, hay là đổ xăng xăng, đổ xăng sau. Vô thấy Costco nó bán mấy con vịt đông lạnh, mình muốn mua làm thử vịt nướng mà thấy chắc không có ngon bằng ra mùa đại con vịt quay ngon hơn. Mùi vị đậm đà mình làm mà chắc không ngon bằng. Trời lạnh lẽo, như mình nói hôm qua phải đi chỗ nào ấm thôi, đi lên chỗ thiệt lạnh luôn cho thấy tuyết cho nó vui. Còn lạnh lạnh ướt ướt về thấy chán. Đang mưa lâm râm. Nguồn ngày qua nha, là cố tình phải mua vé số đó. Thường vậy là không có mua, không có trúng đâu. Có lần mình trúng được giải cá cao á, là mình mua xong mình bỏ túi quên mất tiêu, cả tuần sau mới dò thì thấy chúng. Còn mình mong muốn mà chúng mới ra mua là không vô đâu. Giờ mà chúng được giải thưởng thứ nhì và giải an ủi là mừng hết lớn, có tiền đi chơi. Nói như mỗi lần mình đi vacation á, mình nghiên cứu kỹ lắm, lên coi cái website đó là phải loại chọn cái chỗ thật mình thích mà nó vừa giá kìa, mắc quá thôi thấy cũng uổng tiền. Mà không phải chỗ cheap lắm mà chỗ vừa vừa đó, chỗ ít nhất cũng phải một block từ biển hay là gì đó. Casino đi Vegas thì phải cái chỗ nào nó gần gần cái chỗ gọi là Las Vegas Strip, nghĩa là cái chỗ đó là ngoài con đường chính là hai bên là sòng bạc không à, nhưng mà nó rất là to, đi từ đầu đường đến cuối đường là ná thở luôn á, đi không nổi đâu. Nhất là mùa hè mà trời nắng thiệt nắng á, đi cho nó nóng.
giờ đi Vegas cũng vui, với trong trong cái sòng bạc mấy cái bạc đi luồn 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 nó trang trí đồ ăn uống. Bộ này lấy Las Vegas đã lạnh này. Rồi, nhìn lên núi mấy cái gọi là gì ta? Hơi nước. Nó mới mưa buổi sáng bây giờ cái nắng lên cái bắt đầu thấy cái nó bốc hơi nước lên á, nhìn đẹp. Nhìn mấy cái cây chỗ lá vàng đây nè, tại ở đây không có trồng nhiều, tại trồng thưa thưa vậy đó. Ở bên Canada với vùng Bắc Đông Bắc của Mỹ thì tại vì nó cái cây nó mọc tự nhiên nó mọc rất là nhiều nguyên rừng luôn á. Thì nó đã đẹp lắm, nó chỗ màu cùng lúc nó đẹp dễ sợ. Còn đây tại cái cây này chắc là không phải cây bản xứ, họ phải đem về họ trồng á. Cho nên thấy nó, với lại đây là khu thành phố rồi, cho nên họ phải trồng chứ còn không phải giống như cái kiểu mà nó tự thiên nhiên nó mọc. Rồi mấy con quả nó tới nó ăn mấy con mấy trái hồng, và một cây hồng quá nhiều cây hồng luôn, 3-4 con quả tới ăn. Nhà này không ai ăn cái trái đó hết, nhiều quá mà. Anyway, vô chợ Costco đi lẩn quẩn rồi kiếm có cái gì mua về. Nhâm Nhi, thôi tạm chào các bạn nha. Wow, hôm nay trước ngày lễ cho nên người ta đi quá trời đông luôn. Costco mới có mở từ cửa thôi mà nguyên bãi đậu xe đầy hết rồi. Đang suy nghĩ mình có cần thiết không? Đổ xăng thì phải chắc chắn là phải đi đổ xăng trước rồi tính sau. Yeah, đổ xăng trước thì xăng cũng nhiều người đổ. Sắp hàng thôi, từ từ cháu cũng nhừ. Sắp hàng vô, sắp hàng vô. Đông quá, đâu cần gì đâu ta, thôi khỏi đi, mình đi chợ cái chợ nhỏ được rồi. Chỉ muốn đổ xăng thôi chứ quá trời quá đất. Đâu cần mua gì ta. Thôi về khỏi mua luôn. Vô đông đúc ghét lắm. Mình ghé vô chợ nhỏ đi cho nó thấy thoải mái hơn, không có đông đúc. Mình mua được cục thịt bò, mình sẽ roast. Roast cái kiểu Mỹ mà slow roast đó. Là mình sẽ thoa muối mỡ muối tiêu rồi bơ, rồi mình sẽ roast, mình sẽ nướng nó trong cái lò thật là lâu mà thật là không có thật nóng á, nghĩa là lửa vừa vừa thôi thì nó sẽ rất là ngon, cái là bên trong nó sẽ rất là mềm mà mềm mà ngon. Mình ăn chắc chút đỉnh thôi cho con nó ăn. Còn mình thấy hai cái đùi gà lôi quá trời to luôn. Mình sẽ nướng gà lôi ăn. Nhưng mà mình tại vì hai con gà lôi nó quá to đi biết không. Nên mình chỉ cần một cái đùi thôi là mình ăn muốn ná thở rồi. Nên ăn thịt
thịt cờ lôi ăn không có ngon lắm, nhưng mà mình tay lễ mà phải làm thử ăn cho vui. Thịt hai cái đùi gà lôi đó mình sẽ rửa xong để nó khô, xong rồi thoa bơ với muối tiêu. Nếu đáng lẽ là phải ngâm nó một ngày, ngâm nó với lại apple juice, muối tiêu, tỏi thì nó mới thấm vô cho trong thịt, nhưng mà chắc không có làm vậy đâu. Về mình sẽ làm liền tối nay ăn đi nè. Mua một chai rượu van, mua gravy là nước chấp ta, để chấm với gà lôi. Yeah, đáng lẽ là phải là mashed potato nhưng mà thôi, tinh bột nói mấy bữa nay cũng không có để ý đến cái vụ ăn uống lắm. Đó. Không ăn lễ lớn thì mình ăn lễ nhỏ. Nói vậy chứ mai đưa đến nhà ăn đồ ăn nhiều, tụi nhỏ nó chơi vui. Chỉ có cái mình không được uống rượu, uống bia hay là gì hết. Tại vì có thể uống chí một chí, nhưng mà mình ghét nó, uống cái nó không có đã. Uống khoảng 2-3 ly nó lần lần xỉn nó mới đã. Nên thôi nhịn là nhịn luôn. Lái xe từ đây đến đó tới 25 phút luôn, xa lắm. Mình cảnh sát quá trời luôn, họ uống rượu xỉn bị mất công bệnh lắm. Cái phạt là cũng hết mấy ngàn nè, phải ra tòa rồi phải xin đi học, rồi phải đi thì không cho đi học đâu. Lái xe này kiểu là bắt phải trả tiền phạt chứ lại tiền làm, có thể bắt đi lao động lụm rác và phải trả tiền lên xăng lên cao, các xăng nó sẽ lên cao dĩ nhiên rồi, chắc cũng sắp xỉ 10.000 à nếu như mà bị bắt. Nhà giàu là mình thấy hơi thắc mắc nhất là mình cũng hay bị phạt cái vụ lái xe say rượu. Nhà giàu thấy mồ rồi, xỉn thì kêu mẹ nó taxi hay gì về, hay là kêu tài xế của nó chở nó về, tự lái về. Mà đối với tụi đó hả, ăn thua gì nó cứ mướn luật sư vô trong rồi lo hết, khỏi trả tiền phạt tiền gì cả xong giàu. Mưa được chút đỉnh cái núi nó ướt ướt rồi đó, mình nhìn thấy cái cỏ nó không còn khô nữa, có chừng vài ngày nữa để nó nghĩ nó mọc lên cỏ xanh cho coi. Yeah, nhìn nó mát mắt. Ok, vậy là mình chuẩn bị làm cái đùi gà nướng ăn. Rồi còn thức dậy hai cha con nó muốn đòi đi ăn sushi, mà sushi chắc mình đi ăn cái chỗ cái quán chứ còn thích đi cái chỗ buffet đó. Cho nó ăn chút rồi mình ăn chút đỉnh khỏi bỏ mứa. Ăn chừng 2-3 dĩa sushi là mình thích rồi. Ok, tạm chào các bạn nha. Happy Thanksgiving. Ở Việt Nam thì cảm ơn gia đình. Thôi cứ làm phong tục ăn lễ luôn cho rồi. Cho vui. Ăn Halloween, rồi Noel, rồi Tết Tây, rồi Hot Valentine, rồi gì thôi làm luôn Thanksgiving luôn cho rồi. Đây là hai cái đùi con gà lôi to bà chả luôn. Nặng coi 1,5 kg. Cái này cục thịt bò 16 đồng rưỡi. Cục này thì
có cục xương ở đây, mình sẽ thoa mỡ muối tiêu, mình bỏ trong cái lò này này, nó vừa này mình cũng nướng lò luôn. Và mình chắc mình làm một thử một con, một cái đùi thôi, mình ăn thử cái nó ra sao, tại vì chưa chắc con nó thích ăn. Mình thì mình nghĩ ăn ok nhưng mà dễ ngán lắm, mình chắc nửa cái đùi này là chắc nán ná thở rồi. Mình thấy không có tự tin cái món này lắm, nhưng mà mình ướp bơ muối tiêu rắc lên tỏi không ta. Thôi kệ đi, vậy được rồi, mình có bỏ miếng lá thơm ở dưới cái da này cho nó cái mùi nó bốc lên á. Rồi mình sẽ nướng đi, mình đang hâm cái lò lên, mình nướng khoảng nhiêu ta, khoảng tiếng đồng hồ chắc chín rồi, maybe một tiếng, tiếng rưỡi, tại vì cái đùi này cũng to dữ ạ, bự hơn cái tay mình á. Ok, mình sẽ thảy vô nướng, rồi đến lúc nửa tiếng nữa mình coi lại, mình lật nó qua lật. Tại vì mình có cái đồ mình quay quay rotisserie á, gọi là cái roti mà bỏ lên cái cây mình quay quay, chắc có quay nó sướng hơn, nhưng mà chắc thôi đầy được rồi. Không chừng cái đùi gà chua chua sắp chín rồi, lật qua nha. Ê, mình lật ra lên cho nó nướng cái bình mấy bên này chừng, chắc chừng 15 phút nữa chắc được rồi. Nướng chín quá là nó khô queo luôn á. Thấy vừa chín để ăn mới được. Yeah. À, chín rồi. Giờ mình lấy ra chứ để thôi nó khô quá. Tắt. Đây cái đùi. Mình bỏ cái lá thơm ở đây nè cho nó thơm. Nướng không có vàng lắm, nhưng mà tại vì nó chín rồi, mình để lâu quá nó không, nó khô. Mình thích nó vàng như vậy, nhưng mà tại cái lò này lại mình làm lần đầu tiên, mình không biết nhiệt độ bao nhiêu cho nó vừa, phải không? Nó quay, mình ăn thử nha. Giờ mình ăn thử trước coi có cần nêm nếm, có cần chấm gì không. Nếu như mà nướng vừa chín á, không cần chấm nêm gì đó, ăn vậy là cũng ngon rồi. Sợ nó chín lâu ở cái nó dài lắm. À, nó khô chứ. Nhưng mà cái đùi thì thơm lắm đó chứ. Ok, để mình ăn thử nha. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. À, mình không có ướp gì, chỉ có thoa muối với bơ ở ngoài. Nó lạc, nó có cái mùi, ở ngoài thì nó có cái mùi mặn mặn. Nhưng mà thì mình không có ướp á. À, tạm được. Thật ra phải làm cái gravy, cái sauce á, rồi mới ăn thử miếng da nha. Da ngon. Tại vì mình có pha bơ với muối tiêu không? Mày nó có mùi vậy ha. Cái này gọi là ăn trước khi Thanksgiving, phải ăn trước nữa. Một cái đùi này quá to luôn các bạn ạ. Đa số người Việt Nam mình không thích ăn cái cà lôi, nó không có ngon. Mà nướng khô quá nữa thôi là coi như khỏi ăn luôn. Anyway, mình ăn ăn lunch trước khi nhóc nó thức. Rồi nó thức rồi mình làm, dẫn nó đi ăn cái khác. Cái da thì vàng ngon. Xin chào các bạn nha. Bye bye. Shut off. Stop recording.
cầm nguyên cái đùi ăn như là trong phim Tàu hồi xưa mà hồi nhỏ mà ở Việt Nam nghèo đói đâu có ăn được như vậy phải không? Thấy tụi Tây hay là gì mà nó nướng nguyên con gà hay con gì cái nó cầm ăn. Hồi nhỏ mơ được cầm một cái đùi gà như vậy ăn. Quá đã. Ăn không hết quá. Ăn như phim.